mới ra được kìa. Thường ở những cái ra thì họ sẽ có một cái combini rồi cái family map đây, bên kia có cái đây có mấy cái nạp tiền để điện thoại vào cũng được, nạp qua điện thoại luôn cũng được. Đây có cái đây, đây là cái cửa thôi. Mình phải mình lại đi ra lúc mình đi. Đây, mình có họ bán rất nhiều đồ. Đây có thuê mang đi, cửa hàng tiện lợi ở đâu cũng có luôn. Đây có cái yes mắt này, đây to đây, mình đang bị còn được câu luôn này. Đây đây đứng đây nhìn được, như đứng đây trước mình có nhìn được núi Fuji sẵn tận đằng kia sao, núi Fuji á, cứ nhìn trời trong xanh là kiểu gì nhìn thấy. Đây là đã bạn đợi xe của xe taxi này, bên này xe bíp này, một chỗ. Đây cửa hàng Kusuri của Nhật. Đi xuống. Xe bíp thì vẫn chưa đến. Cái công ty này thấy nhiều người làm á, toàn người Việt làm thôi. Thì to lắm mọi người ạ. Đây này, xe bíp của họ là thứ gì mà mình chỉ làm hack game ở đó thôi, chứ không làm là làm họ gọi đi thì mình đi, chứ không cố định làm ngày nào. Đấy, nhiều người Việt làm đấy lắm, rất là tốt nghiệp sinh ở công ty đấy thì bảo lương cao, được ai thích làm rất là làm, xong họ lại muốn quay lại, họ về rồi lại muốn quay lại làm, nên ai có đi thì đi tốt nghiệp thôi. Thì mọi người tìm những công ty Fuji mà là gì lương cao, Fuji cơ sở ở trên trên Chiba nhé mọi người. Đây mình chạy đóng cửa đi luôn đi. Đây được một cửa chỗ ai còn mình nói gì. Mình sẽ tìm một chỗ okay. Đẹp quay cho mọi người nha. Đây hạ xuống dưới đi. Đồ, ngồi đồ ra. Đây đi. Đây là tôi nhận thấy họ mỗi người hầu như là có một cái xe ô tô riêng ấy, tôi còn thích. Việt Nam không biết bao giờ mới như vậy. Đấy, còn vài phút nữa thì xe nó bắt đầu chuyển bánh, 15 phút nữa thôi. Từ chỗ mình đi vào công ty đấy thì từ cái ga này này đi vào đấy thì mất tầm 10 phút. Từ nhà mình lên đến ga đấy thì tầm 20 phút lận rồi. Thời gian đi tốn. Nên họ người già họ hay đi chạy thể dục này. Không bao giờ vượt luôn. Đến đèn đỏ cái họ dừng hết đèn đỏ họ mới đi. Mà đèn xanh mà có người vượt họ phi kinh lắm.
đèn xanh phát họ phi mầm mầm, mình mà không tránh thì họ đâm vào là chết quay lại. Kiểu cứ đúng đường họ đi. Bên cạnh bên Nhật này rất đẹp luôn, đường phố nó sạch lắm. Họ người ta đợi xe buýt, anh em đợi đèn đỏ đứng giữa. Bây giờ họ vượt luôn. Việt Nam mà học được cái văn hóa này thì tốt. Đây rồi. Ở gara ô tô này, chuyên đi rửa ô tô này. Thì bảo nhìn đường như là cây cối họ nhìn đẹp nhỉ. Trời lúc nào trong xanh luôn. Bên Nhật được cái trời xanh ngắt. Đây. Femin 300W này. Đây là cái khu cũng không phải là thành phố mà đây là bình thường. Nên chỗ mình ở tòa nhà cao tầng nên là nhộn nhịp hơn chỗ này. Đấy, nhà tím đẹp, để mấy cái ô tô trước cửa luôn. Đây có một cửa hàng này. Sơn các màu luôn. Đẹp. Đây, hồng. Ôi hồng. Bên Nhật là được cái hồng nhiều mà họ cũng không ăn đâu. Họ chỉ để cho chim. Người Việt ăn thì hỏi họ có họ cho. Trước mình quá để luôn cái kéo ở đó. Ai ăn thì nhớ cắt chứ không đừng có bẻ hỏng cây người ta ấy. Được cái hay thì nên nó cũng tùy từ nhà, có nhà nó cho ăn luôn ấy. Tại vì họ cũng không để nó không làm gì, để nó rơi rụng hết. Đến những cái vùng công ty rồi, nó cũng thưa người ấy, mọi người cũng thưa nhà hơn. Bên Nhật thì họ làm công ty nó ở tập trung, nó không kiểu xen lẫn nhà dân hay gì, nó cho hết ra một chỗ hầu như một vùng hết. Chân nó thì ngồi công ty này, công ty à, mà sắp đến mùa lá đỏ, nhìn lá đỏ này mọi người, lá vàng lá đỏ, đây lá vàng đây lá đỏ đây này, trông kia xa lắm, đẹp cực các mọi người ạ. Cây lá vàng nhìn vàng chưa, đây đang chuẩn bị chuyển màu đó mọi người. Đi một đoạn nữa có một doanh trại bộ đội to lắm mọi người ạ. Bên Nhật đây bãi xe
Việt Nam thì lại đi Nhật Bản, một cái nó hơi ngược ngược tí mà đi đến hay hay của họ. Đây, người ta chạy bộ này, người già cái chạy bộ cho khỏe, mà bên này người già tầm 70-80 họ vẫn đi làm bình thường. Đây đây, đây là chỗ tàu bay trực thăng ở hai mấy Nhật đi Đài Xô, cho khách hàng như Đài Xô cung cấp hàng như Đài Xô. Đài Xô là cái cửa hàng 100 yên cửa hàng để dạy được và cái gì cũng có luôn, đồ Fuji à. Công ty Fuji nổi tiếng luôn mọi người. Trời trong xanh ngắt luôn. So, đây là cái tên của họ. Đây, đây là Chanford. Đây là công ty Toki. Công ty Toki này cũng nhiều người Việt lắm mọi người, có quản lý người Việt cũng có to lắm. Lúc trước mình có làm đây rồi, làm đây 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 mình đến công ty mình làm đấy, nếu mình vào đây. Đây đây là cái bãi đỗ xe họ to chưa, đây, xe thì nhiều. Đây chỉ là một vài cái họ đứng đây, nó còn mấy cái họ đang chạy mà. Đây bên kia Toki này, bên này là Fuji đấy, Fuji Chiba mọi người. Đây rộng lắm mọi người. Làm mình xuống xuống. Anh ơi tôi đi Mars. Mình làm ca 1 giờ chiều. Đây cũng ít người. Cái ca nhiều người nhất là cái ca 7 giờ tối và 23 giờ. 23 giờ tối 19 giờ và 23 giờ. Ca sáng á, ca sáng thì có ca 7 giờ, ca 8 giờ. Nhiều người làm cực. Cái ca này thì nó chỉ như gọi là thêm mà thôi, chứ hôm nay mình không phải là đi những ca chính. Ca chính thì nói chung là làm dài tiếng nữa. Đây có anh người Việt này, đạp xe nước chất luôn. Đây là cửa vào đón khách, nhưng mà mình không được vào cửa này, mình sẽ vào cửa bên cạnh thôi. Phải quẹt thẻ mới vào được. Mình thì không có thẻ. Bạn bên kia là công ty ai ai nè nè công ty Toki. Đây không có thẻ thì gọi cho người bên trong văn phòng ấn cái nút này. Đây cửa. À, cái cửa này đóng vào cái cửa này mới mở ra được mọi người. Cái cửa này đóng vào. Giờ nhưng mà bên Nhật này công ty cầm hộp này cứ có hai cửa, một cửa đóng một cửa mới mở được ngay, kiểu là họ không cho khí không khí vào. Đây, mình hãy đi. Chẳng ghê nhá.